Khách hàng chú ý nha, khi K108 khách nhà hàng bên Khương về rồi thì sẽ khui bọc rồi nha. Vì quý khách thông cảm cho Khương, Khương bán hàng xa, Khương phải gã ga kiểm tra từ chi tiết từ A đến Z, kiểm tra hoàn chỉnh rồi Khương mới đóng hàng đi. Nên khách hàng đừng có thắc mắc mà tại sao về hàng của em mà cái không còn cái bọc ép keo. Đây khách ơi, hãng nó ra nó đóng hàng bên Khương thì nó phải làm như vậy rồi, nhưng mà về thì thông cảm cho Khương nha. Khương phải kiểm tra, không kiểm tra thì Khương không bán, không kiểm tra hàng thì Khương không bán. Cái tính của Khương là 10 năm nay là như vậy, kiểm tra hàng xong mới đóng đi. Thà là khách gần tự đến tự kiểm tra thì Khương rất là vui, còn khách xa là phải cho Khương test kiểm tra âm thanh mới được đóng đi nha quý khách. Có mã vạch đầy đủ nha, khách về khách search trên mạng ra nha. Đây mã vạch.